Mọi người đã đạt top mấy trong cuộc thi bắt cá sấu hồng trong Play Together? Còn đây là tôi, lại một cuộc thi nữa trong Play Together. Kỳ này là câu cá sấu hồng và so theo kích thước. Woo, tuyệt vời. Công tâm mà nói với các bạn luôn á, mình khá là thích kiểu câu như thế này nè, tại như vậy mình sẽ chống được khác hả mọi người. Rồi ok, đây câu cá sấu hồng thì mình phải tới bể nước nóng bên trong khách sạn nha. Wow, 4-5 kìa mọi người. Ơ gì á, quên chưa, trời ơi vẫn sớm quá. Ê mà cái góc này câu cũng hơi xu nha, lâu lắm rồi nó mới lên cái 4-5 á. Thôi đổi góc thôi. Kìa mọi người, thấy chưa, đổi góc cái là tâm linh là 4-5 liền. Ủa ơi, hẳn hai rồi nè. Yeah, trời ơi. Cá sấu mà 385cm là hơi nhỏ nha. Câu tiếp đi được, 4-5 nữa nè. Lên. Wow, 444cm. Ơi số đẹp dữ. Ơi lên hẳn top 1 luôn rồi. Woo. Ủa nữa nè. Thấy chưa, tôi nói mà mọi người, cái góc này nó làm sao á. Thần cá sấu sống ở đây nè. Các bạn nhớ là đây câu nha. Wow, giờ nói không tâm linh là không tin luôn á. 4-4-5 liên tục luôn. Thôi chắc 444 là được rồi á. Chắc không ai qua đâu ha. Đúng thiệt, không ai qua luôn. Top 1 để đi. Lần đầu tiên trong lịch sử của Manto đạt được top 1 của một cuộc thi nào đó. Nam mô thần cá sấu.